Chào kênh LTK, mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc ha. Em tên là Tấn, địa chỉ của em là xã Thới Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay em có về 30 phôi nguyệt quế tầm trung nha bà con. Đủ kiểu đủ dáng hết với 6 cây nguyệt quế tàn nha bà con, cũng giá tầm trung luôn. Hàng này là bao sống 3 tháng, bao ship cho bà con nha. Số điện thoại Zalo của em là 0375 71 71 74 Zalo nha bà con. Rồi đầu tiên vô phôi số 1. Cây nói chung cũng khá nha bà con. Tiến hành đo cái hoành luôn. Hoành eo là 24 bà con ơi. Eo 24. Cũ là 33. Chiều cao là 63. Rồi hồi số 1 này giao lưu giá 700 bà con ơi. Bao sống bao ship ha. Bảo hành cho bà con là 3 tháng. Đây bông là bông chùm nha bà con. Rồi đổi luôn. Tục là phôi số 2 nha bà con. Lô này cũng là lá sắn bông chùm nha bà con ơi. Đổ hoành luôn. Hoành là 27 bà con ơi. Chiều cao là 56. Cái mã số 2 giao lưu giá 500 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi số 3 luôn. Mới về mới có làm đế xương xương chưa có vệ sinh sạch nữa quay phục vụ bà con nha. Hoành là 33 vị trí này bà con ơi. 33 ha. Hoành cũ là 44. Chiều cao là 54. Rồi mã số 3 này giao lưu giá 700 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Ơi lộn rồi, giảm số. Số 4. Nó đây số 4 này nè. Rồi tiếp tục là mã số 4 mà con ơi. Chiều cao là 99. Hoành là 31. Rồi mã số 4 vô lưu giá 800 rồi con ơi. Rồi đổi luôn. Số 5 luôn bà con ơi. Chiều cao là 90. Hoành là 24. Cũ là 32 nha bà con. Rồi cây mã số 5 vô lưu giá 700 rồi con ơi. Rồi đổi luôn. Đây đây đây. Rồi số 6 luôn bà con ơi. Cái này rất là quái, rất là đẹp nha. Đó, một con thú luôn. Đùi này. Chiều cao là 39. Hoành là 32. Rồi số 6 giao lưu giá 750 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Tiếp tục mã số 7. Chiều cao là 85. Hoành là 36 bà con ơi. Rồi mã số 7 này giao lưu với giá 900 bà con ơi. Đây củ đế rất là nở nha bà con. Rồi, đổi luôn. Tiếp tục là mã số 8. Cái này em cắt trừ hao cho nghe bà con, về có muốn giật sao là cắt giật nha bà con. Chiều cao 79. Hoành là 31 bà con ơi. 31 hoành. Chiều cao là 79. Rồi mã số 8 giao lưu giá 800 bà con ơi. Củ đế cây này rất là whip mà. Rồi đổi luôn. Đây vô đây đi. Rồi mã số 9 bà con ơi. Đây, một cốt trực lắc rất là đẹp nha. Chiều cao là 100. Hoành là 44.
Để em kéo cái thước thẳng là bà con ơi. Hoành là 42 bà con ơi. 42 hoành, chiều cao là 100. Mã số 9 vô lưu giá 1,5 triệu bà con ơi. Đế bao whip luôn nha bà con. Rồi, đổi luôn. Số 10, cây tàn đa nha bà con. Rất là duyên dáng nha. Cây này về mau chơi bông chơi hoa lắm bà con ơi. Chiều cao là 1,5 m. Hoành là 37. Tán ngang là 1,2 m. Rồi mã số 10 này cũng giao lưu giá 1,5 triệu bà con ơi. Cây này ship gồm ra khoảng 500 ngàn tiền ship nha bà con. Rồi đổi luôn. Chết chứ mà đi. Rồi 11 luôn bà con ơi. Cao là 79. Hoành là 28. Rồi mã 11 giao lưu giá 600 bà con ơi. Đổi luôn. Rồi tiếp tục 12. 12 cao 1,4 m. Hoành 25. Rồi mã 12 giao lưu giá 700 bà con ơi. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Qua. Tục là máy qua là con ơi. Cao là 58. Hoành 30. Rồi mã 13 này giao lưu giá 550 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp tục 14. Cao là 120. Hoành là 31. Rồi mã 14 giao lưu với giá 900 bà con ơi. Một cốt tàng đa rất là đẹp nha. Rồi đổi luôn. Mười lăm bà con ơi. Hàng sắp tay luôn. Rồi mã 15. Chiều cao là 80. Hoành là 23. Rồi 15 giao lưu giá 600 bà con ơi. Này là em bao sống 3 tháng bao ship nè bà con. Rồi đổi luôn. 16 đây nè. Rồi 16 là một cây một cốt tàng đa luôn. Chiều cao là 59. Hoành là 33. Đế khá là đẹp nha bà con. Rồi mã 16 rồi giao lưu giá 1 triệu bà con ơi. Bao sống 3 tháng bao ship cho bà con luôn. Rồi xuống luôn. 17 lên luôn. Số điện thoại giao lưu của em là 0375717174 Zalo nha bà con. Rồi mã 17. Dáng nó siêu siêu ngã ngã bà con. Cao là 66. Hoành là 29 bà con ơi, vị trí này. 29 hoành, cao 66. 17 giao lưu giá 500 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi 18 luôn. Chiều cao là 79. Hoành là 38. Rồi 18 giao lưu giá 800 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi 19 luôn. Cao là 79. Hoành là 22. Rồi 19 thì giao lưu giá 500 bà con ơi. Ship ship không cũng 200 mà. Rồi đổi luôn. Rồi 20 luôn. Ôi lùng lực. Chiều cao là 40. Hoành là 28. Rồi mã 20 này giao lưu giá 600 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi 21. Một cây mini tàng đa luôn. Chiều cao là 1,3 m.
hoành 19, rồi giao lưu với bà con là 500, mã 21 bao ship luôn bà con ơi, rồi đổi luôn. 22 là một con thú luôn bà con ơi, con thú nha, chiều cao là 72, hoành là 30, rồi 22 giao lưu giá 650 bà con ơi, rồi xuống luôn. Hai mươi ba là một cây một cốt tàng đa nha bà con, rồi chiều cao là 125, hoành là 30, thoát thân là 4 tấc rưỡi nha bà con, rồi giao lưu giá 800, mã 23 bao sống 3 tháng bao ship cho bà con luôn, rồi đổi luôn. Rồi 24 luôn. Chiều cao là 120. Hoành 26, rồi 24 giao lưu giá 900 bà con ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi 25 lên luôn. 25 cây đế. Thiên nhiên gì mà đẹp như sách nha bà con. Chiều cao là 79, hoành là 31, mã 25 giao lưu giá 800 bà con ơi. Đấy, cây số lượng khá là nhiều nên em quay hơi lẹ nha bà con, thông cảm nha. Rồi xuống luôn. Đấy, 26 lên luôn. Ui, một con thú nằm nó thổi vàng nha bà con, mua cái thỏi vàng này về là tài lộc về nhà luôn. Chiều cao là 115, hoành là 38, thoát thân là 5 tấc, một cốt tàng đa, rồi mã 26 là giao lưu giá 1,3 triệu bà con ơi, bao rẻ luôn. Rồi xuống luôn. 27 bà con ơi, 27 đế cũng đẹp lắm nha bà con, cao là 59, hoành là 30, rồi giao lưu giá 700 bà con ơi, 27, rồi đổi luôn. 28 cũng một cốt tàng đa nha bà con. Con thích chơi tầm cao thì để, còn không thì mình gùn xuống nha, chơi cây chực lắc nha. Cao 120, hoành là 46, rồi mã 28 này giao lưu giá 1,6 triệu bà con ơi. Rồi xuống luôn. 29 luôn. Chiều cao là 79 bà con ơi, hoành là 39 luôn, 39 79 luôn. Rồi mã 29 giao lưu giá 1 triệu, bao sống 3 tháng bao ship luôn bà con ơi, đổi luôn. 30. Đó, nhỏ có duyên lắm nha bà con, dáng nó siêu siêu thú thú, giọng chữ C, cao là 66, hoành là 25, rồi mã 30 giao lưu giá 500 bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp tục vô cái 31 luôn. Rồi 31, cốt tàng đa luôn bà con ơi, rất là duyên dáng luôn. Chiều cao 120, hoành là 34, vị trí này bà con ơi, cái eo là 32, cậu rễ 34, tán ngang là 1m1. Rồi mã 31 này giao lưu với giá là 1,4 triệu bà con ơi, bao ship luôn, bao sống bà con 3 tháng nha. Cây này tiền ship không 4-500 nha bà con. Rồi xuống luôn. Chỗ này cũng được nè, chỗ này đi. Rồi lên cây tàn, tiếp tục là mấy
bốn cây mì quế tàn nha bà con. Rồi mã 32 là một cây mì quế tàn thiên nhiên nha. Đó. Đâu hoành luôn bà con ơi, hoành là 30, 30 hoành nha, thẳng thước nha bà con. Hãy hình con thú luôn bà con ơi, chiều cao là 1m6, tán ngang là 1m2. Cái này về mau chơi bông chơi qua lắm nha bà con. Rồi mã 32 này giao lưu giá 2 triệu bà con ơi, em bao ship luôn, toàn quắc cho bà con, bảo hành cho bà con 3 tháng luôn. Rồi đổi luôn. Ê đây đi, đây đi, quay vô. Cây nào cũng được, cây này cũng được. Dính cây kia không? Rồi. Tiếp tục là 33 nha bà con. Cao 2 mét nha. Này em hảo chiều cao nó là 2 mét đi. Bấm tàn nó xuống là còn 2 mét nha, vẫn tròn vẫn đẹp nha bà con. Tán ngang nó cũng 2 mét luôn nha bà con. Rồi tiến hành đo hoành luôn. Hoành là 39 bà con ơi, 39 hoành. Một cốt trực lắc nha bà con, tàn thiên nhiên luôn. Tổng nồi đế nó là 120 nha. Rồi mã 32 này giao lưu giá 2 triệu tư bà con ơi, bao sống bao ship luôn. Rồi đổi luôn. Chậu chưa. Rồi cây 33 bà con ơi, cây siêu phẩm luôn, mini chính hãng, chiều cao 1m rưỡi, hoành là 22, tán ngang là 1m3. Rồi giao lưu giá 900 luôn bà con ơi, 33, mã 33 giao lưu giá 900 nha, bảo ship tặng nhà luôn. Rồi xuống luôn, lên đại đi. Rồi tiếp tục 34. Dạ, dữ. Mã 34 rồi con. Cây dáng thú tàn thiên nhiên rất là đẹp. Cao cũng 2 mét, ngang 2 mét rồi bà con. Em có đo sẵn hết rồi. Tiến hành đo hoành. Hoành là 35 bà con ơi. 36 yếu tính 35 nha. 35 hoành. Chiều cao 2 mét, ngang 2 mét. Rồi mã 34 này giao lưu với giá 2 triệu rưỡi bà con ơi. 34 2 triệu rưỡi là bao ship cho bà con luôn đó nha bà con. Cái này tiền ship tới 7-800 bà con ơi. Rồi xuống luôn. Bánh. Mã 35 bà con ơi, cao cũng 2 mét, ngang 2 mét nha bà con, tàn thiên nhiên luôn, thoát thân là 3 tấc, hơn 3 tấc. Tiến hành đo hoành luôn bà con ơi, hoành là 36 bà con ơi, 37, 37 tính bà con, 36 thôi nha. Đó, thẳng thước nha bà con, đế thì bao đẹp. Rồi mã 35 giao lưu giá 2 triệu 2 luôn bà con ơi. Cũng bao sống bao ship cho bà con luôn. Rồi đây cũng là cây cuối cùng của clip nha bà con. Cũng rất mong được sự ủng hộ của bà con nha. Rồi mến chào bà con luôn.